Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng vừa tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn. Có 165 suất quà được trao trong dịp này, mỗi suất 500.000 đồng gồm quà trung thu và tiền mặt. Trong đó có 34 suất dành cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động thuộc công đoàn ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch bị nhiễm COVID-19. 83 suất dành cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động bị nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp do Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp quản lý. 48 suất dành cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu. Chương trình Trung thu cho em năm nay được tổ chức đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng vẫn được các cấp công đoàn trên địa bàn Đà Nẵng quan tâm đúng mức nhằm tạo điều kiện cho các em đón một cái Tết Trung thu cổ truyền ý nghĩa.